trong bản tin ngày 2 tháng 11 trên Culture Channel. Mời quý vị theo dõi các tin tức sau đây. Novavax nộp hồ sơ để vaccine COVID-19 được phê duyệt ở Canada. Thủ tướng Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh COP26 phát biểu rằng Canada sẽ giới hạn lượng khí thải trong lĩnh vực dầu khí. Các sản phẩm sữa có thể tăng đột biến do Ủy ban Canada khuyến nghị tăng giá nghi ngờ có một cuộc tấn công mạng ở Newfoundland tấn công thẳng vào bộ não của hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh. 595 người đã thiệt mạng vì nắng nóng ở PC trong mùa hè này. Người đàn ông ở Montreal nhận tội vì đã nhận 144.000 đô la tiền trợ cấp của chính phủ cho 12 đứa con giả. Kim nhọn được tìm thấy trong kẹo Halloween ở Whitby. Metrolink đình chỉ nhân viên không tiêm chủng và dẫn đến 89 chuyến xe buýt bị hủy Hạn chế ô nhiễm không khí có thể ngăn chặn hàng triệu ca tử vong ở Bắc Mỹ trong năm tới. Trong bản tin thế giới, mời quý vị theo dõi. Các nhà lãnh đạo thế giới hứa sẽ chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Thái Lan, Úc, Israel nới lỏng các quy tắc đi lại trong khi biện pháp phong tỏa vẫn được áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới. Hàn Quốc và Hoa Kỳ lặng lẽ tổ chức các cuộc tập trận không quân chung trong bối cảnh kêu gọi đàm phán với Triều Tiên. Elon Musk sẽ bán cổ phiếu của Tesla nếu Liên Hợp Quốc chứng minh được 6 tỷ Mỹ Kim từ các tỷ phú trên thế giới có thể giải quyết một cuộc khủng hoảng nạn đói. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đang chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình này, kính mời quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình. Và đồng thời chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Ngay sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Novavax nộp hồ sơ xin phê duyệt vaccine COVID-19 ở Canada. Novavax đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã hoàn tất hồ sơ trình bày cho Bộ Y tế Canada để được cấp phép sử dụng cho vaccine COVID-19 hai liều đây là sự phát triển được chờ đợi từ lâu từ công ty có trụ sở ở Maryland, vốn đã phải vật lộn để đưa vaccine của mình vào chiến dịch tiêm chủng toàn cầu. Cổ phiếu của Novavax đã tăng khoảng 11% trước khi thị trường mở cửa, sau khi công ty cho biết họ đã nộp đơn xin sử dụng khẩn cấp tới Canada cũng như cơ quan dược phẩm châu Âu. Trong khi đó, Novavax đã nhận được sự chấp thuận đầu tiên trên thế giới vào thứ hai. Công ty và đối tác là Viện Huyết Thanh Serum Institute nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 ở Indonesia. Đối với Indonesia, vaccine này sẽ được sản xuất bởi nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới là Viện Huyết Thanh và được bán dưới thương hiệu của công ty Ấn Độ Covavax. Các chuyến hàng đầu tiên vào Indonesia dự kiến sắp tới. Theo chính phủ, quốc gia này sẽ nhận được 20 triệu liều vaccine trong năm nay. Theo theo dõi từ Đại học Johns Hopkins, chỉ hơn 27% dân số Indonesia đã được tiêm phòng đầy đủ. Novavax cho đến nay đã nộp đơn xin phép sử dụng khẩn cấp ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Ấn Độ và Philippines. Công ty này cùng với đối tác Nhật Bản, Teckda Pharmaceutical cho biết họ đang tìm kiếm sự chấp thuận để triển khai tại Nhật Bản vào đầu năm tới. Novavax và Viện Huyết Thanh đã cam kết cùng nhau cung cấp hơn 1,1 tỷ liều cho chương trình COVAX. Việc cung cấp vaccine sẽ bắt đầu vào năm nay sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp và tiếp tục cho đến năm 2022. Novavax đã trì hoãn nộp đơn xin phê duyệt tại Hoa Kỳ đến cuối năm nay. Theo tờ Politico, công ty đã phải đối mặt với các vấn đề về sản xuất và chất lượng không rõ liệu vaccine Novavax sẽ được sử dụng như thế nào ở Canada. Nơi này, 84% những người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm phòng đầy đủ. Chính phủ liên bang đã ký một thỏa thuận với Novavax ngay trong thời kỳ đại dịch, đồng ý mua 52 triệu liều vaccine. Được biết là Novavax sẽ sản xuất vaccine COVID-19 của riêng mình tại địa điểm của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia NRC ở Montreal. Vào giữa tháng 10, Hội đồng nghiên cứu quốc gia NRC cho biết trong một tuyên bố rằng công việc với Novavax đang được tiến hành theo kế hoạch. Vaccine Novavax đã được chứng minh là có hiệu quả hơn 90% chống lại nhiều biến thể coronavirus trong một thử nghiệm lâm sàng lớn giai đoạn cuối tại Hoa Kỳ. Không có báo cáo nào về các vấn đề máu đông, hiếm gặp hoặc viêm tim. Tuy nhiên, thử nghiệm đó phần lớn đã diễn ra trước khi biến thể Delta trở thành biến thể của hơn 90% các ca bệnh ở Bắc Mỹ. Thủ tướng Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh COP26 nói Canada sẽ giới hạn lượng khí thải trong lĩnh vực dầu khí. Thủ tướng Justin Trudeau vào hôm thứ Hai tại hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow, Anh Quốc, nói rằng Canada sẽ áp đặt giới hạn cứng đối với lượng khí thải từ lĩnh vực dầu khí, gọi lời hứa là một cam kết lớn sẽ truyền cảm hứng cho các quốc gia giàu tài nguyên khác để hạn chế đáng kể lượng khí thải của chính họ. Ông Trudeau cho biết Canada đã sẵn sàng để hạn chế sự tăng trưởng của một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của đất nước để giúp thế giới giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu là khoảng 1,5 độ C. Ông nói, chúng tôi sẽ giới hạn lượng khí thải trong lĩnh vực dầu khí hôm nay và bảo đảm chúng giảm vào ngày mai với tốc độ và quy mô cần thiết để đạt mức rồng là zero vào năm 2050. Đó là nhiệm vụ không nhỏ đối với một quốc gia sản xuất dầu và khí đốt lớn. Đó là một bước tiến lớn hoàn toàn cần thiết. Năm 2019, lĩnh vực dầu khí của Canada chịu trách nhiệm tới 191 megaton phát thải khí nhà kính, tức là 26% tổng lượng phát thải của đất nước. Nguồn phát thải lớn thứ hai của đất nước là lĩnh vực giao thông, phát ra 186 megaton. Kể từ năm 1990, phát thải từ lĩnh vực dầu khí đã tăng gần gấp đôi. Sự gia tăng phần lớn là do sự mở rộng đáng kể của ngành công nghiệp dầu khí. Hiệp hội các nhà sản xuất dầu mỏ Canada, gọi tắt là CAPP, nhóm vận động hành lang đại diện cho lợi ích dầu khí đã lập luận rằng Canada chiếm ít hơn 1,5% lượng khí thải của thế giới. Các nỗ lực thay đổi khí hậu toàn cầu nên tập trung vào than, vốn vẫn chiếm một nửa tổng lượng khí thải. Trong một lá thư gửi cho ban cố vấn không phát thải của chính phủ Bộ trưởng Môi trường là ông Stephen Gilbo và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường là ông Jonathan Wilkinson nói rằng họ cần sự giúp đỡ của hội đồng để xây dựng giới hạn phát thải mới của ngành. Bộ trưởng Gilbo cho biết đề xuất đã nhận được lời khen ngợi từ các nước khác và ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu, đã bày tỏ sự quan tâm đến ý tưởng này. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Trudeau cũng nêu ý tưởng thiết lập mức giá tối thiểu toàn cầu về khí thải để tạo sân chơi công bằng cho các quốc gia như là Canada. Các quốc gia này đã đánh thuế đối với các nguồn nhiên liệu phát thải nhiều nhằm chuyển người tiêu dùng sang năng lượng sạch hơn. Mức thuế đó dự kiến sẽ tăng đáng kể lên 170 đô la một tấn vào cuối thập kỷ này. Điều này sẽ khiến Canada trở thành một trong những quốc gia có giá carbon cao nhất thế giới. Đây là một phần trong kế hoạch của liên bang nhằm đáp ứng và vượt qua mục tiêu của Canada và giảm phát thải khí nhà kính, ít nhất là 40% xuống dưới mức của năm 2005 vào năm 2030. Tuy nhiên, việc tăng thuế sẽ dẫn đến chi phí cao hơn cho người tiêu dùng khi họ mua xăng. Giá tại máy bơm xăng sẽ tăng 37,57 cent mỗi một lít vào năm 2030 và chi phí dầu nhiên liệu nhẹ để sưởi ấm gia đình khí đốt tự nhiên và khí propane cũng sẽ gia tăng. Thủ tướng Trudeau cũng cam kết 1 tỷ đô la cho chương trình đầu tư tăng tốc chuyển đổi than, giúp các nước nghèo hơn trong quá trình chuyển đổi từ than sang năng lượng sạch như là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Tỉnh Ontario tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la mỗi một giờ, bắt đầu từ tháng Giêng, các nguồn tin cho biết Thủ hiến Đất Ford sẽ đưa ra thông báo chính thức vào thứ Ba và thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Các nguồn tin cho biết mức lương tối thiểu sẽ tiếp tục tăng theo tỷ lệ lạm phát sau khi tăng lên 15 đô la mỗi một giờ. Mức lương tối thiểu ở Ontario hiện bây giờ là 14 .35 đồng 35 cents mỗi một giờ. Sau khi đắc cử vào năm 2018, thì Thủ hiến Ford đã bãi bỏ luật có thể đẩy mức lương tối thiểu lên 15 đô la mỗi một giờ. Vào thứ Hai, thì lãnh đạo NDP Andrea Howard đã chỉ trích quyết định của Thủ hiến Ford khi ông trì hoãn tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la. Bà cho biết những người làm công ăn lương tối thiểu đã mất tới 5.300 đô la do mức lương theo giờ đã không được tăng lên 15 đô la mỗi một giờ từ năm 2018. Thủ hiến Ford đã trả lời bằng cách nói về giá xăng và sau đó cho biết nhiều người có việc làm hơn kể từ khi ông tiếp quản từ chính phủ tự do trong khi đó, thì ông Dan Kelly là chủ tịch và giám đốc điều hành của Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Canada là CFIB thì nói rằng việc tăng lương tối thiểu sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn. Ông cho biết mức tăng lương sẽ đến ngay sau kỳ nghỉ lễ dài và lạnh giá, và tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có 37% doanh nghiệp nhỏ ở Ontario trở lại mức bán bình thường sau đại dịch. Lãnh đạo đảng tự do là ông Stephen Dauduka thì cho rằng Thủ hiến Ford sẽ tăng lương tối thiểu chỉ vì cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm tới. Nhân viên dịch vụ công tại tỉnh PC sẽ bị nghỉ không lương nếu vẫn chưa tiêm phòng trước ngày 22 tháng 11. Bất kỳ nhân viên trong dịch vụ công nào chưa nhận được ít nhất là một liều vaccine COVID-19 trước ngày 22 tháng 11 sẽ bị cho nghỉ không lương trong 3 tháng, các quan chức y tế PC cho biết. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Adrian Dix, những nhân viên vẫn không tiêm phòng sau thời gian đó có thể bị chống nhất hợp đồng. Và đây là một bước cần thiết để hỗ trợ việc tiêm chủng và giúp bảo vệ tất cả các nơi làm việc và cộng đồng. Khoảng 30.000 người làm việc trong dịch vụ công ở tỉnh PC đã được thông báo vào tháng trước rằng những người này bắt buộc phải tiêm vắc-xin. Riêng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hơn 3.300 nhân viên hiện đang nghỉ không lương vì họ không chủng ngừa trước thời hạn tiêm chủng bắt buộc vào ngày 26 tháng 10. Con số này đã giảm so với 4.090 người so với tuần trước, nhưng vẫn chiếm 2,5% lực lượng chăm sóc sức khỏe. Nó cũng chiếm 5% nhân viên chăm sóc sức khỏe trong khu vực y tế Interior. Tiến sĩ Bonnie Henry cho biết bất kỳ sự mất mát nhân viên nào cũng là một thách thức khác đối với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đang cạn kiệt nhưng bà không sẵn sàng mời là những nhân viên vẫn chưa chủng ngừa. Bà nói đây có lẽ không phải là nghề phù hợp với họ. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới từ tối ngày 1 tháng 11, Canada báo cáo có thêm 2.980 ca COVID-19 mới trong ngày thứ hai và 1.594 ca vào ngày Chủ nhật cũng như 1.799 ca vào hôm thứ Bảy, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.718.502. Hiện nay đang có 26.717 ca còn bệnh, và trong suốt 3 ngày cuối tuần vừa qua, đã có thêm 71 ca tử vong được ghi nhận, tổng số ca tử vong là 29.023. Cho đến nay đã có hơn 58,6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 29,8 triệu người hay là hơn 78% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 73,9% dân số đã tiêm hai liều. 89,1% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 84,4% đã tiêm hai liều. Tỉnh PC báo cáo có thêm 1.370 ca bệnh mới trong cuối tuần, bao gồm 332 ca bệnh mới được báo cáo trong ngày thứ hai và có thêm 25 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tỉnh Alberta báo cáo có thêm 1.210 ca bệnh mới trong cuối tuần qua, bao gồm 342 ca bệnh mới trong ngày thứ hai, có thêm 18 ca tử vong trong 3 ngày qua. Saskatchewan có 128 ca bệnh mới vào ngày thứ hai, 170 ca vào ngày Chủ nhật và 189 ca vào hôm thứ Bảy, có thêm 8 ca tử vong trong 3 ngày qua. Manitoba có 342 ca bệnh mới từ thứ Sáu đến nay và 2 ca tử vong. Ontario báo cáo có 422 ca bệnh mới vào hôm thứ hai, 340 ca bệnh mới vào hôm chủ nhật và 356 ca vào hôm thứ bảy. Có thêm 9 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tỉnh Quebec có 497 ca bệnh mới vào hôm thứ hai, 567 ca bệnh mới vào hôm chủ nhật và 590 ca bệnh mới vào hôm thứ bảy, có thêm 5 ca tử vong trong 3 ngày qua. Newfoundland và Labrador có 2 ca bệnh mới trong cuối tuần qua. New Brunswick có 31 ca bệnh mới và không có ca tử vong mới nào. Nova Scotia có 59 ca bệnh mới và một người tử vong. Prince Edward Island có 2 ca. Yukon có 23 ca bệnh mới. NWT có 8 ca bệnh mới. Giá của các sản phẩm sữa có thể tăng đột biến do Ủy ban Canada khuyến nghị tăng giá. Canadian Dairy Commission, gọi tắt là CDC, đã khuyến nghị tăng đáng kể giá sữa tại nông trại bắt đầu từ đầu năm tới. Dự kiến sẽ tăng chi phí sữa được sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ sữa cho lĩnh vực bán lẻ và nhà hàng. CDC cho biết, chi phí trung bình của sữa của các nhà chế biến có thể sẽ tăng 8,4%. Bơ là một sản phẩm khác có thể được điều chỉnh giá. Giá hỗ trợ cho bơ CDC sử dụng trong các chương trình dự trữ của mình có thể tăng 12,4%. CDC dự trữ bơ để ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt. Giá mới sẽ chỉ chính thức sau khi được chính quyền cấp tỉnh phê duyệt và có khả năng sẽ quyết định vào đầu tháng 12 năm 2021. Các khuyến nghị được đưa ra sau khi CDC xem xét giá và chi phí sữa trong hệ thống cung ứng và tham vấn. Vẫn còn chưa rõ mức độ ảnh hưởng của điều này đối với giá cho người tiêu dùng, nhưng một chuyên gia cho rằng sẽ có một sự tăng giá đáng kể Sylvain Salabra, giám đốc của phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm 5 nghiệp của Đại học Dalhousie, cho biết mặc dù CDC thường xuyên khuyến nghị tăng giá, thế nhưng 8,4% là mức cao lịch sử và đó là một tiền lệ. Giáo sư Salabra cũng đồng ý với nhu cầu tăng giá do các vấn đề trong chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng không đồng ý với cách CDC, một tập đoàn nhà nước, đưa ra các khuyến nghị của mình. Theo ông thì không phải là người nông dân sẽ phải trả tiền mà là người đóng thuế và người tiêu dùng Canada. Trong 5 năm qua, giá tiêu dùng của sữa đã tăng 7,4%, giá thịt tăng 11,8%, giá trứng tăng 20,6% và cá tăng 7,7%. Các chuyên gia nói rằng các vấn đề về chuỗi cung ứng và thời tiết xấu là nguyên nhân khiến cho giá hàng tạp hóa tăng cao nghi ngờ có cuộc tấn công mạng ở Newfoundland và tấn công vào bộ não của hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh. Các nhà chức trách nghi ngờ có một cuộc tấn công mạng vào hệ thống y tế của Newfoundland và Labrador đã dẫn tới việc hàng chục ngàn cuộc hẹn khám bệnh ở trên toàn tỉnh bị hủy bỏ và buộc một số hệ thống y tế địa phương phải sử dụng giấy. Bộ trưởng Y tế của tỉnh là John Hagee nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng bộ não của trung tâm dữ liệu mạng do Bell vận hành đã bị hư hại bao gồm cả hệ thống máy tính chính và máy tính dự phòng. Ông cho biết cuộc tấn công mạng có thể đã xảy ra bởi bên thứ ba lần đầu tiên được phát hiện vào ngày thứ Bảy. phần Finland và khu vực y tế phía đông của Labrador bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dẫn tới tất cả các cuộc hẹn và thủ tục y tế không khẩn cấp bị hủy bỏ vào hôm thứ Hai. Giám đốc điều hành của Eastern Health David Diamond cho biết Cơ quan của ông đã mất quyền truy cập vào mọi thứ từ email cơ bản tới hình ảnh chẩn đoán và kết quả phòng thí nghiệm. Và đồng thời ông cho biết rằng thủ tục y tế không khẩn cấp có khả năng bị hủy bỏ một lần nữa vào ngày thứ ba. Các bác sĩ đã nói rằng nếu không có hình X và CT scan điện tử sẽ an toàn hơn nếu trì hoãn các cuộc hẹn và thủ tục trong vài ngày. Bộ trưởng Haki từ chối bình luận về việc liệu thiệt hại có phải là do tấn công ransomware hay không. Ở trường hợp đó thì tin tặc sẽ yêu cầu thanh toán tiền để đổi lấy việc khôi phục quyền truy cập. Steve Waterhouse là cựu nhân viên an ninh hệ thống thông tin của Bộ Quốc phòng cho biết thiệt hại đối với hệ thống y tế của Newfoundland và Labrador mang tất cả các dấu hiệu của một cuộc tấn công bằng ransomware. Ông nói, hệ thống y tế là mục tiêu chính của các cuộc tấn công mạng vì chúng ta là những dịch vụ thiết yếu và công chúng không thể chấp nhận việc mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế trong thời gian dài. Có 595 người đã thiệt mạng vì nắng nóng ở tỉnh BC vào mùa hè này. Các số liệu mới được công bố hôm thứ Hai cho biết, cái chết của 595 người trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8 có liên quan đến nắng nóng phần lớn những cái chết đó, 526 người, xảy ra trong thời gian vòm nhiệt, tạo ra nhiệt độ trên 40 độ C từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Dịch vụ điều tra tỉnh cho biết, 231 người chết chỉ trong một ngày, 29 tháng 6, gần 10 người mỗi một giờ. Cuộc kiểm đếm đáng kinh ngạc diễn ra khi những người ủng hộ chăm sóc sức khỏe, nhân viên tuyến đầu và các chính trị gia cố gắng xác định hành động nào đã có thể góp phần vào số người chết do nắng nóng. Gần 70% những người chết ở độ tuổi trên 70, hơn một nửa sống trong khu vực cơ quan y tế Fraser Health, trong khi khoảng 1 phần tư sống ở khu vực y tế bờ biển Vancouver, Vancouver Coastal Health. Vancouver, Surrey và Burnaby có số người chết cao nhất, lần lượt là 99, 67 và 63. 99% người chết sau khi quá nóng trong nhà hoặc khách sạn. Số còn lại thì chết sau khi ở ngoài trời nắng nóng hoặc trong một tòa nhà công cộng chẳng hạn như là một doanh nghiệp hoặc trung tâm cộng đồng. Nhiều phụ nữ chết hơn và không có trẻ em nào. Phân tích ban đầu của các nhóm khí hậu vào tháng 7 cho thấy, đợt nắng nóng sẽ gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu. Trong những tuần kể từ đó, lãnh đạo y tế của tỉnh thừa nhận nhu cầu cấp thiết phải thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi. Tổng cộng hơn 800 cái chết đột ngột đã được báo cáo cho nhân viên điều tra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Dữ liệu hôm thứ Hai xác nhận 526 cái chết trong số đó là kết quả trực tiếp của nhiệt độ khắc nghiệt trong vòm nhiệt. Một người đàn ông Montreal nhận tội vì đã nhận 144.000 đô la tiền trợ cấp của chính phủ cho 12 đứa con giả mạo một người đàn ông ở Montreal đã đòi quyền lợi trẻ em ở Canada trong hơn một thập kỷ cho những đứa trẻ mà ông ta bịa ra đã nhận tội vào cuối tuần trước. Tội danh là khai báo gian dối hoặc lừa dối và giả mạo. Một cuộc điều tra của cơ quan thuế CRA cho thấy, ông Gulli Estime đã nhận được khoảng 144.821 đô la kể từ năm 2007 đến năm 2018 bằng cách yêu cầu quyền lợi cho 12 đứa trẻ giả mạo. Ông Estime đã nhận tội hôm thứ Bảy tại tòa án Montreal và bị kết án 2 năm có điều kiện và 3 năm quản chế. Ông cũng được lệnh phải trả lại các khoản trợ cấp mà mình đã gian lận. Ông không phải là người đầu tiên bị bắt vì gian lận thuế. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 đã có 36 bản án với tổng số tiền phạt hơn 5 triệu đô la. Những người bị kết án đã bị kết án vì cố tình trốn đóng số tiền thuế tổng cộng là trên 10 triệu đô la. Trong số 36 bản án, 15 người đã bị phạt tù tổng cộng 26,2 năm. Thành phố Saskatoon cảm ơn nhân viên chăm sóc sức khỏe với ưu đãi giảm giá 40% tại các trung tâm giải trí. Đã gần 20 tháng kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở tỉnh Saskatchewan. Thành phố Saskatoon đang thể hiện sự biết ơn của mình đối với các nhân viên chăm sóc sức khỏe vì những nỗ lực của họ. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, được tuyên bố là tuần lễ tri ân nhân viên chăm sóc sức khỏe bởi Hội đồng thành phố Saskatoon. Thị trưởng Charlie Clark cho biết trong một thông cáo báo chí, thay mặt cho thành phố Saskatoon, Hội đồng thành phố Saskatoon gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Những người tiếp tục thể hiện những nỗ lực anh hùng trong việc bảo vệ cộng đồng trong đại dịch Covid-19. Tất cả các bác sĩ, y tá, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà, dược sĩ, nhân viên y tế và đội quản lý khẩn cấp đang được giảm giá 40% khi đi tới trung tâm giải trí trong tuần. Ưu đãi có hiệu lực tại tất cả các trung tâm giải trí trong nhà của thành phố, bao gồm Cosmo Civic Center, Harry Bailey Aquatic Center, Lakewood Civic Center Lawson Civic Center, Saskatoon Field House and Shaw Center. Họ sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc làm để nhận ưu đãi này. Kim được tìm thấy trong kẹo Halloween ở Whitby. Cảnh sát khu vực Durham cho biết, một cái kim chích đường máu màu vàng plus Sugar Lancet Needle được tìm thấy trong một túi kẹo Halloween vào tối Chủ nhật ở Whitby. Cảnh sát nhận được một cuộc gọi ngay sau 9 giờ 30 sáng để báo cáo về một món đồ khả nghi được tìm thấy trong một túi kẹo Halloween gần đường Dunlop và Henry. Các nhà điều tra cho biết người này đang xem xét bao kẹo thì phát hiện bên trong túi có kim tim đường huyết. Cảnh sát cho biết họ chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào khác, nhưng lực lượng đang yêu cầu các bậc cha mẹ hãy kiểm tra kỹ lưỡng kẹo của con họ trước khi cho chúng ăn nếu bất kỳ ai có bất kỳ thông tin nào được yêu cầu liên hệ với cảnh sát theo số máy 18885791520 extension 3915 Metrolink đình chỉ nhân viên không tiêm chủng dẫn tới 89 chuyến xe bus bị hủy hôm thứ hai Metrolink đã đình chỉ một số nhân viên không đi tiêm phòng đầy đủ và hiện tại cho biết tình trạng thiếu nhân viên buộc phải hủy bỏ một số chuyến xe bus cô vào ngày thứ hai, 89 chuyến xe bus đã bị hủy bỏ khi chính sách vaccine COVID-19 có hiệu lực. Metrolinx cho biết con số này đại diện cho khoảng 6% các chuyến xe bus hàng ngày. Cơ quan vận chuyển phục vụ khu vực Greater Toronto và Hamilton cho biết số lượng có hạn và các chuyến xe bus sẽ bị hủy bỏ, nhưng không liệt kê những chuyến đi nào. Một số chuyến tàu không liên tục có thể bị hủy bỏ, khách hàng được khuyến khích kiểm tra lịch trình của họ cả tuần hoặc là đăng ký nhận thông báo Go. Các nhân viên tại cơ quan này có thời gian cho tới ngày 1 tháng 11 để đi tiêm chủng và cung cấp miễn trừ y tế hoặc là phải nghỉ phép không lương. Phát ngôn viên Anne-Marie Icon cho biết Metrolinx sẽ thu thập các con số cuối cùng vào hôm thứ Hai nhưng ước tính rằng từ 2-3% trong số 4.600 nhân viên của công ty đã nghỉ việc. Theo câu thì 97% nhân viên đã chia sẻ tình trạng tiêm chủng của họ tính tới thứ sáu với 95% nói rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ, 2,6% đã được tiêm chủng một phần và 2% chưa được tiêm chủng. Các chuyến xe bus có thể sẽ tiếp tục bị hủy bỏ suốt tuần và khách hàng nên kiểm tra bản cập nhật về dịch vụ của công ty. hạn chế ô nhiễm không khí có thể ngăn chặn hàng triệu ca tử vong ở Bắc Mỹ trong 50 năm tới. Nghiên cứu cho thấy việc kiềm chế biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng không khí có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe trong cuộc sống của chúng ta hơn là những gì chúng ta nghĩ trước đây, và có khả năng ngăn chặn hàng triệu ca tử vong và nhập viện chỉ riêng ở Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ tới. Bài báo cáo của một nhóm nghiên cứu Bài báo cáo của một nhóm nghiên cứu tại Đại học trước ở Durham, North Carolina đã được xuất bản trên tạp chí khoa học. Vào ngày thứ hai, dựa trên phân tích của hơn 40 nghiên cứu về ô nhiễm không khí và sức khỏe con người, cùng với mô hình và mô phỏng khí hậu có sẵn thông qua NASA. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong 50 năm tới, khi hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức không quá 2 độ C, có thể ngăn ngừa khoảng 4,5 triệu ca tử vong sớm và ngăn ngừa thêm vài triệu ca nhập viện cũng như cấp cứu trên khắp nước mỹ khi so sánh với một kịch bản mà biến đổi khí hậu vẫn để nguyên như hiện nay phần lớn không điều chỉnh các nhà nghiên cứu cho biết rằng những lợi ích nhanh chóng ngắn hạn đó chủ yếu tới từ việc cải thiện chất lượng không khí và vượt trội hơn bất kỳ chi phí nào liên quan họ ước tính điều này có thể dẫn tới lợi ích lên tới hàng chục ngàn tỷ đô la từ những tử vong tránh được nghiên cứu được công bố trong khi các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tập trung tại Glasgow, tại Anh Quốc trong Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26. Hội nghị có mục tiêu chính là bảo đảm mức khí thải ròng là zero trên toàn cầu vào giữa thế kỷ và giữ nhiệt độ ấm lên ở mức 1,5 độ C trong tầm tay. Trên khắp Canada, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe và hạnh phúc của người dân đã được cảm nhận ở cấp độ địa phương, thậm chí vượt xa ra ngoài tác động trực tiếp của ô nhiễm không khí. Ở Maritime, các thị trấn ven biển hiện dễ bị ảnh hưởng bởi những cơn bão dữ dội và mực nước biển dâng cao, với khả năng nước biển dâng cao tới 2,5 mét xung quanh Nova Scotia trong vòng 80 năm tới. Ở Tây Canada, các cộng đồng đã bị tan phá bởi trái rừng, khoảng 1.600 đám trái rừng đã thiêu rụi gần 8.700 km vuông đất trong năm nay. Chỉ tính riêng ở tỉnh PC, vì một vài vòm nhiệt đã cướp đi sinh mạng của 595 người, lập kỷ lục về nhiệt độ thiêu đốt và thiêu rụi thị trấn Lít thịnh trong vòng vài phút. Và ở miền Bắc, lớp băng vĩnh cửu đã tăng chảy nhanh chóng đang đe dọa sinh kế của người dân và làm tăng nguy cơ cháy rừng và cảnh báo lũ lụt và đồng thời phóng thích thủy ngân độc hại mà người ta tìm thấy xuất hiện ở mức độ cao hơn đôi chút ở các loại cá trắng, white fish, là một loại thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống ở một số cộng đồng. Các chuyên gia và các nhà vận động cảnh báo việc tránh những loại tác động nghiêm trọng đó phải là mối quan tâm cấp bách đối với chính quyền các cấp. Quý <laughs> vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Xin quý vị ủng hộ cho chương trình này bằng cách bấm like, comment và share cho mọi người cùng xem. Trong ngày hôm nay thì có một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Tại kỳ họp thượng đỉnh COP26, các nhà lãnh đạo thế giới hứa sẽ chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Thái Lan, Úc và Israel nới lỏng các quy tắc đi lại, trong khi biện pháp phong tỏa vẫn được áp dụng tại một số quốc gia khác trên thế giới. Hàn Quốc và Mỹ lặng lẽ tổ chức các cuộc tập trận không quân chung trong bối cảnh kêu gọi đàm phán với Triều Tiên. Elon Musk sẽ bán cổ phiếu Tesla nếu như Liên Hợp Quốc chứng minh được 6 tỷ Mỹ Kim từ các tỷ phú trên thế giới có thể giải quyết một cuộc khủng hoảng nạn đói. Việt Nam Airlines sẽ được bay thẳng đến Mỹ trong tháng này. 26 thương vụ được ký kết giữa các công ty Việt Nam và Anh quốc tại Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021. Và một số cập nhật tình hình cũng như tin tức liên quan tới COVID-19 trên thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo thế giới hứa sẽ chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới sẽ hứa sẽ chấm dứt và đẩy lùi nạn phá rừng vào năm 2030 trong thỏa thuận lớn đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26. Brazil, nơi phần lớn của rừng nhiệt đới Amazon đã bị chặt phá, sẽ là một trong những nước ký kết vào thứ Ba. Cam kết bao gồm gần 14 tỷ bản Anh, tức là 19,2 tỷ đô la, các quỹ công và tư. Các chuyên gia hoan nghênh động thái này, nhưng cảnh báo một thỏa thuận trước đó vào năm 2014 đã không thể làm chậm nạn phá rừng một chút nào, và các cam kết cần được thực hiện Chặt cây góp phần làm biến đổi khí hậu vì nó làm cạn kiệt các khu rừng mà hấp thụ một lượng lớn khí carbon dioxide là khí mà làm nhiệt độ nóng lên. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 tuần ở Glasgow, Anh Quốc được coi là rất quan trọng để biến đổi khí hậu được kiểm soát. Các quốc gia nói rằng họ sẽ ký cam kết bao gồm Canada, Brazil, Nga và Indonesia, che phủ khoảng 85% khu rừng trên thế giới. Một số tài trợ sẽ được chuyển đến các nước đang phát triển để khôi phục đất bị hư hại, giải quyết các vụ cháy rừng và hỗ trợ các cộng đồng bản địa. Chính phủ của 28 quốc gia cũng sẽ cam kết loại bỏ nạn phá rừng khỏi hoạt động thương mại toàn cầu đối với thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác như là dầu cọ, đậu nành và ca cao. Những ngành công nghiệp này làm mất rừng bằng cách chặt phá cây cối để tạo không gian cho động vật ăn cỏ hoặc cây trồng phát triển. Hơn 30 công ty lớn nhất thế giới sẽ cam kết chấm dứt đầu tư vào các hoạt động liên quan đến phá rừng. Và một quỹ trị giá 1,1 tỷ bản Anh sẽ được thành lập để bảo vệ rừng mưa nhiệt đới lớn thứ hai thế giới ở khu vực Congo. Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đang chủ trì cuộc họp toàn cầu ở Glasgow, sẽ gọi đây là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để bảo vệ và phục hồi rừng trên trái đất. Những hệ sinh thái đông đúc này, những thánh đường của tự nhiên, là lá phổi của hành tinh chúng ta. Thủ tướng Johnson dự kiến sẽ nói về sự kiện này. Cây cối là một trong những hệ thống phòng thủ chính của chúng ta trong thế giới đang nóng lên. Chúng hút khí carbon dioxide ra khỏi khí quyển, hoạt động như cái gọi là bể chứa carbon. Chúng hấp thụ khoảng 1 phần 3 lượng khí CO2 trên toàn cầu thải ra mỗi năm. Hiện tại thì một khu rừng có kích thước bằng 27 sân bóng đá bị mất đi mỗi một phút rừng cạn kiệt cũng có thể bắt đầu thải ra khí CO2. Nếu quá nhiều cây cối bị chặt hạ, các nhà khoa học lo ngại rằng hành tinh này sẽ đến điểm mất cân bằng và sẽ gây ra sự thay đổi khí hậu đột ngột và không thể đoán trước được. Vào ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu kéo dài hai tuần, Mỹ và khối châu Âu cũng đang khởi động một sáng kiến nhằm thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu để cắt giảm phát thải khí methane là một loại khí nhà kính phát sinh từ các nguồn bao gồm khai thác nhiên liệu hóa thạch và chăn nuôi gia súc. Hàng chục nguyên thủ quốc gia sẽ tham gia cam kết, trong đó cam kết các nước sẽ cắt giảm 30% lượng khí thải vào năm 2030. Ngày khai mạc hội nghị ở Glasgow chứng kiến Ấn Độ cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức rồng zero vào năm 2070, À, bỏ lỡ mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh là các nước cam kết đạt được mục tiêu đó vào năm 2050. trong số những người phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh có nữ hoàng Elizabeth người đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới trong một thông điệp video hành động vì trẻ em của chúng ta và con cái của chúng ta và vượt lên trên chính trường của thời điểm này. và liên quan đến tình hình và những tin tức liên quan đến dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến tối thứ hai, hơn 247 triệu trường hợp COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số người tử vong trên toàn cầu do COVID-19 lên tới hơn 5 triệu người, chưa đầy 2 năm sau cuộc khủng hoảng trên toàn cầu. COVID-19 hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba sau bệnh tim và đột quỵ các quốc gia có thu nhập trên trung bình hoặc cao như là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Anh và Brazil. Mặc dù chiếm 1 phần 8 dân số thế giới, nhưng gần một nửa tổng số người chết đã được báo cáo. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 745.000 người thiệt mạng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tại châu Âu, Nga ghi nhận 40.993 ca nhiễm mới là mức cao mới hàng ngày, khi phần lớn các doanh nghiệp của nước này vẫn đóng cửa trong nỗ lực chống lại sự gia tăng ca nhiễm kéo dài suốt một tuần. Ấn Độ là quốc gia hiện có tỷ lệ tử vong hàng ngày được báo cáo thấp hơn nhiều so với những nước giàu có hơn là Nga, Mỹ hoặc Anh, mặc dù có sự không chắc chắn xung quanh số liệu của quốc gia này. Tại châu Mỹ, tỷ lệ đăng ký tham gia chương trình Bảo hiểm Y tế Medicaid do chính phủ Hoa Kỳ điều hành trong thời kỳ đại dịch đã tăng 16%, với hơn 11 triệu lượt đăng ký bổ sung theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết. Tại châu Phi, Tanzania, số ca nhiễm đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Quốc gia này hiện đã cung cấp hơn 940.000 liều vaccine cho đến nay, theo Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Phi cho biết. Mặc dù vậy, châu Phi vẫn là khu vực ít tiêm chủng nhất trên thế giới, với chỉ 5% dân số 1,3 tỷ người đã được tiêm phòng đầy đủ. Thái Lan, Úc và Israel nới lỏng các quy tắc đi lại, trong khi biện pháp phong tỏa vẫn được áp dụng tại một số quốc gia khác trên thế giới. Thái Lan, Úc và Israel hôm thứ hai đã nới lỏng đáng kể các hạn chế biên giới quốc tế của mình, lần đầu tiên trong 18 tháng. Động thái này đã đưa ra một thử nghiệm rộng rãi về nhu cầu đi lại trên toàn thế giới trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Sự nới lỏng tương phản với việc thắt chặt việc khóa cửa ở những nơi khác, đặc biệt là ở Đông Âu nơi các ca lây nhiễm đạt con số kỷ lục và ở các vùng của Trung Quốc nơi đã áp dụng các biện pháp không khoan nhượng đối với Covid-19, mặc dù có tương đối ít trường hợp được ghi nhận. Cụ thể, hàng trăm du khách nước ngoài đã được tiêm phòng sẽ được đi du lịch miễn kiểm dịch tại thủ đô của Thái Lan, sau khi quốc gia Đông Nam Á này chấp thuận cho du khách đến từ hơn 60 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một số quốc gia châu Âu cũng nằm trong danh sách này. Tại Sydney, hàng trăm công dân đã được chào đón bởi gia đình và bạn bè khi họ trở thành những người đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020 đến từ nước ngoài mà không cần giấy phép hoặc không cần kiểm dịch. Úc cũng hiện đang báo trước một kế hoạch mở cửa lại cho khách du lịch và người lao động quốc tế, thay vì chỉ giới hạn ở một số tiểu bang và đối tượng như ở giai đoạn đầu của việc mở cửa du lịch. Israel cũng nới lỏng các quy định về du lịch của mình vào thứ hai, nhưng du khách cần tìm hiểu kỹ các quy định về du lịch đối với từng cá nhân và từng nhóm du lịch tại quốc gia này. Trong khi đó, thì tại Trung Quốc, hơn 30.000 người đã bị mắc kẹt bên trong Disneyland Thượng Hải vào đêm Halloween sau khi một trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện. Công viên đã đóng cửa vào tối Chủ nhật cho đến ít nhất là tối thứ ba. Du khách cũng như nhân viên phải được xét nghiệm virus trước khi được phép rời đi, theo CNN đưa tin. Tại Hàn Quốc, các quy tắc mới hướng tới việc sống chung với COVID-19 ở quốc gia này đã có hiệu lực vào thứ hai, với việc nới lỏng một loạt các biện pháp hạn chế và đưa ra hộ chiếu vaccine tại các phòng tập thể dục, phòng tắm hơi và quán bar. Trong khi đó, tại Đông Âu, khu vực này đang phải vật lộn với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế coronavirus mới trong tuần này, nhằm hạn chế sự gia tăng các ca nhiễm gần đây, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Anh quốc hôm thứ Hai đã loại bỏ 7 quốc gia cuối cùng trong danh sách đỏ của coronavirus do họ đưa ra, tức là danh sách yêu cầu những du khách mới đến phải trải qua 10 ngày cách ly tại khách sạn. Hoa Kỳ cũng sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại quốc tế đối với những du khách đã được tiêm chủng vào ngày 8 tháng 11. Hàn Quốc và Mỹ lặng lẽ tổ chức các cuộc tập trận không quân chung trong bối cảnh kêu gọi đàm phán với Triều Tiên. Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên không hôm thứ Hai trong bối cảnh căng thẳng với các vụ thử tên lửa gần đây và kêu gọi tái khởi động đàm phán phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Các cuộc tập trận trước đây được gọi là Vigilant Ace đã từng huy động hàng chục ngàn quân và hàng trăm máy bay ném bom và các loại máy bay chiến đấu tiên tiến khác. Tuy nhiên, chương trình đã được thu hẹp lại từ năm 2017 để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Các đồng minh đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 5 ngày mà không báo cáo hay là nêu tên. Theo hãng thông tấn của Hàn Quốc cho biết khoảng 100 máy bay đã được điều động từ mỗi bên bao gồm cả tiêm kích F-15 và khi F-16 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ nhưng không có thiết bị hoặc là binh sĩ nào từ lục địa Mỹ tham gia cuộc tập trận. Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Hàn Quốc đã từ chối xác nhận báo cáo này. Cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn ra sau khi Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm, vụ phóng mới nhất trong loạt sự kiện thử vũ khí gần đây của Triều Tiên. Elon Musk sẽ bán cổ phiếu của Tesla nếu Liên Hợp Quốc chứng minh được 6 tỷ Mỹ Kim từ các tỷ phú trên thế giới có thể giải quyết một cuộc khủng hoảng nạn đói. Tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ bán cổ phiếu Tesla và quyên góp số tiền thu được nếu Liên Hợp Quốc chứng minh được rằng chỉ một phần nhỏ tài sản của ông có thể cứu sống được hàng chục triệu người trên thế giới. Đây được xem là một động thái đáp trả mới nhất của Elon Musk sau khi giám đốc của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc David Beasley đã nói với CNN vào tuần trước rằng Khoảng quyên góp 6 tỷ đô la từ các tỷ phú như là Musk và Jeff Bezos có thể giúp được 42 triệu người mà ông cho rằng theo đúng nghĩa đen sẽ chết nếu chúng ta không tiếp cận được chúng. Nhưng tỷ phú Elon Musk đang thách thức tuyên bố này sau khi nói trên Twitter rằng nếu WFP có thể đưa ra phép toán thì ông sẽ bán cổ phiếu của Tesla ngay bây giờ và làm điều đó. Ông cũng yêu cầu được minh bạch về cách thức sử dụng tiền. Đáp lại dòng thuyết này thì ông Beasley bình luận Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng chúng tôi có các hệ thống phù hợp với tính minh bạch và hệ thống kế toán mã nguồn mở. Nhóm của bạn có thể xem xét và làm việc với chúng tôi để hoàn toàn tin tưởng về điều đó. Ông cũng làm rõ rằng WFP chưa bao giờ nói 6 tỷ Mỹ Kim sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới như từ ngữ mà Musk sử dụng trên Twitter. Theo đó, ông cho rằng đây là khoản quyên góp một lần để cứu lấy 42 triệu mạng người trong cuộc khủng hoảng đói kém chưa từng có này, Elon Musk hiện đang là người giàu nhất thế giới và gần đây đã trở thành người đầu tiên trong chỉ số tỷ phú Bloomberg có giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 300 tỷ Mỹ kim. Chỉ số này hiện đang liệt kê giá trị tài sản ròng của CEO Tesla là 311 tỷ Mỹ kim, có nghĩa là 6 tỷ sẽ là 2% tài sản của ông khoản quyên góp như vậy sẽ vẫn khiến cho ông vượt mặt người giàu thứ hai trên thế giới là Jeff Bezos với ít nhất là 100 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam Airlines sẽ được bay thẳng đến Mỹ trong tháng này. Việt Nam Airlines, gọi tắt là VNA, sẽ khai trương đường bay thẳng đầu tiên đến Hoa Kỳ vào cuối tháng 11 và trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam khai thác đường bay thẳng theo lịch trình tới Hoa Kỳ theo VNA cho biết, hãng đã nhận được giấy phép khai thác các chuyến bay thẳng theo lịch trình đến Hoa Kỳ bởi Cục Quản lý An ninh Vận tải Hoa Kỳ TSA vì đáp ứng tất cả các yêu cầu an toàn. Theo đó, TSA chấp thuận cho Việt Nam Airlines đủ điều kiện bay thẳng từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế San Francisco. Giấy phép của TSC là một trong những điều kiện quan trọng nhất để mở đường cho việc Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cấp giấy phép cho hãng hàng không nước ngoài thực hiện các chuyến bay thẳng theo lịch trình kết nối hai nước. Sau khi nhận được sự chấp thuận của FAA, VNA sẽ thực hiện các chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào cuối tháng 11 năm nay. 26 thương vụ được ký kết giữa các công ty Việt Nam và Anh Quốc tại hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc năm 2021. Các công ty Việt Nam và Anh Quốc đã ký kết tổng cộng 26 thương vụ trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là giữa Vietjet và Rolls-Royce. Họ đã ký hợp đồng trị giá 400 triệu đô la về động cơ và dịch vụ động cơ cho máy bay thân rộng sắp ra mắt của Việt Nam. Ông Alwyn McDonald, là giám đốc phụ trách khách hàng của Rolls-Royce Silver Aerospace, cho biết động cơ này có vòng đời tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho tàu bay. Quỹ đầu tư Affinity và ngân hàng HD Bank ký kết tài trợ 300 triệu đô la Mỹ cho chương trình phát triển bền vững chống biến đổi khí hậu. Vingroup thì đã ký thỏa thuận nghiên cứu và phát triển với Rafael Labs về việc nghiên cứu thuốc phòng bệnh COVID-19 Tập đoàn TNT, Đại học Y e, Hà Nội và công ty Tây Ban Nha, HIPRA, đã quyết định hợp tác xây dựng trung tâm nghiên cứu vaccine tại Việt Nam và đào tạo nguồn nhân lực. Chính phủ Anh cũng quyên góp 500.000 bản Anh cho cuộc chiến phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Một thân vụ đáng chú ý khác là giữa tập đoàn Sovico và Viện Đại học Oxford của Anh Quốc hai bên đã ký biên bản ghi nhớ với nhau để hợp tác và tài trợ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bản Anh, tức là 212 triệu đô la Mỹ. Sau khoản tài trợ từ thiện này, cao đẳng Lineker College thuộc Viện Đại học Oxford cũng thông báo họ sẽ đổi tên thành Tau College, được đặt theo tên của Chủ tịch Sovico, kim Tổng Giám đốc Hãng Hàng không Việt Jet là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người phụ nữ đầu tiên trở thành tỷ phú tự thân ở Việt Nam. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Tính đến 16 giờ ngày 1 tháng 11, cả nước có 5.598 ca nhiễm mới tại 49 tỉnh, thành phố. Và trong ngày đã có 1.731 bệnh nhân khỏi bệnh và 48 ca tử vong. Các khu vực có số ca COVID-19 cao là Sài Gòn 927 ca, Bình Dương 682 ca, Đồng Nai 657 ca, Kiên Giang 469 ca, Bạc Liêu 382 ca, An Giang 215 ca, Sóc Trăng 194 ca, Bình Thuận 167 ca, Đắk Lắk có 164 ca, Tiền Giang 163 ca, Tây Ninh 157 ca, Cần Thơ 147 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 109 ca và Long An 100 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 923.451 ca nhiễm với 22.131 ca tử vong và tổng số ca được trị khỏi là 822.065 ca. Số bệnh nhân nặng hiện được điều trị là 2.962 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 31 tháng 10 đã có 553.475 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều phát sinh đã được tiêm là 81.929.875 liều. Trong đó tiêm một mũi là 57.332.644 liều và tiêm mũi hai là 24.597.231 liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái hôm nay một Canada bằng 0,8085 Mỹ kim và bằng 0,6978 đồng euro một Canada bằng 18.406,934 đồng Việt Nam giá dầu thô WTI là 84.003 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 84.64 Mỹ kim một thùng giá vàng giao ngay đạt mức 1.791,60 Mỹ kim một ounce rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 2 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày càng tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các video mới nhất. Culture Channel có các video tin tức cập nhật hàng ngày và các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Tuấn Liêm xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt chính phủ ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh bộ y tế canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca gạch chéo bút vắc hoặc gọi số điện thoại một 888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.